Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại channel P Guitar. Và hôm nay chúng ta cùng nhau review một cây đàn mang thương hiệu Eco đến từ Ý. Một cái thương hiệu rất nổi tiếng nha các bạn. Và trên tay mình đang là một cây Eco mới sản xuất chào bán năm 2021 của hãng. Đó là Eco NST A100 CE. Đó, cái màu này là màu nature, nó có bốn màu nha các bạn. Nature là màu gỗ tự nhiên, xanh, đỏ, đen. Ok, lát nữa thì mình sẽ cho xem. Thì khác với cái phiên bản tiền nhiệm đó là Eco NST 018 thì cái phiên bản này có một sự nâng cấp, đó là lưng hông là gỗ mahogany, cho một âm thanh rất là cân bằng, một cái giải tầng âm thanh cân bằng và không có bị lép tiếng nha các bạn. Rất là to và vang. Rồi, mặt top thì vẫn là gỗ spruce. Đó. Rồi, ok, lưng hông mahogany, cần đàn mahogany và chúng ta sẽ có cái mặt top này với lại ngựa đàn là gỗ robana đến từ Nam Mỹ, một cái loại gỗ rất là chắc chắn, cứng cáp, chịu được lực rất là lớn, cứng lắm nha các bạn. Rồi. Eco, cái cây Eco NST A100 CE này thì nó trang bị thêm cái hệ thống EQ Eco G03. Đó, có luôn tuning chromatic 12 nốt. Rồi. Cái phiên bản Eco NST A100 CE này thì nó sẽ là chữ NST nó inlay luôn trên đầu cần nha các bạn. Đó. Phiên bản trước thì không có, phiên bản tiền nhiệm nó không có đâu. Cái này cao cấp hơn cái đó. Rồi, có bốn màu, bây giờ mình cho coi. Đây là màu nature. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ có màu xanh. Đo cần màu đen, đó. Lần màu gần này nó hiện lên cái phần gỗ, ở đây chúng ta sẽ có màu đỏ. Đây, lưng mahogany rất là đẹp. Đầu cần rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau test cam mập của em nha. Thì nó cực kỳ thấp luôn các bạn.
Cây này chúng ta thích hợp chơi fingerstyle hay là đệm hát rất là ok. Có cái hệ thống EQ này trên loa rất là hay. Không phải nhận vừa đâu nha. Mình cũng đã review cái EQ này rồi ở những clip trước rồi. Ai dám chê? Bén lắm. Sự lựa chọn tuyệt vời, hoàn hảo luôn nha các bạn, kể cả âm thanh lẫn action, cần đàn luôn, rất là vừa tay, gọn gàng, nhẹ nhàng chơi ok đó. Các bạn có nhu cầu mua thì liên hệ mình nha các bạn. Rồi
đó, các bạn có nhu cầu cân chỉnh action hay là như thế nào đó, các bạn có bạn thì muốn đánh nhẹ tay, các bạn muốn đánh nặng tay, thì các bạn khi mà các bạn đặt hàng á, các bạn phải note vào thì mình biết được cái yêu cầu của các bạn như thế nào, thì mình sẽ cân chỉnh một cây đàn cho nó phù hợp ha. Rồi, clip review của mình đến đây đã kết thúc. Chúc tất cả mọi người một buổi tối vui vẻ và ngủ ngon nha. Xin chào và hẹn gặp lại.